Quán này là em mở bao lâu rồi Dương? Dạ là từ tháng 9 năm 2017. Là nhưng mà lý do vì sao là em lại quyết định mở cái quán ăn về bistec? Tại vì cuối năm 2015 thì em ly hôn đó, là em trở thành mẹ độc thân. 2015 là em ly hôn. Dạ, con em lúc đó thì được gần 3 tuổi. Em mở cái nhà hàng này là trước đó là nếu như không có chuyện là hai vợ chồng chia tay nhau á, là cái ý tưởng này là sẽ không bao giờ. Chưa có bao sẽ giờ không bao giờ nghĩ tới. Không bao giờ nghĩ tới. Sẽ luôn là cùng nhau để gây dựng về cái công việc nghệ thuật. Ừ. Cái đó là do hai người không tìm được tiếng nói chung hay là nguyên nhân chính trước là không còn tìm được tiếng nói chung nữa. À, thời điểm đó em có khó khăn không? Rất khó khăn ạ. Em gần như là chỉ còn có vài chục triệu trong túi thôi đó. Ồ, chứ đó hai người yêu nhau mà không có tích cóp được gì ạ? Có những cái đã đổ ra để đầu tư. Nhưng mà nó lại thất bại khi mà sanh con ra, kinh tế lại càng khó khăn hơn nữa. Vậy là 2017 là sau khi ly hôn 2 năm. 2017 là sau 2 năm ly hôn. Sau 2 năm ly hôn, em quyết định khởi nghiệp lại một lần nữa. Chúng ta luôn bị đối mặt với những cái câu hỏi của những người ngoài nghề mà họ không nằm trong nghề mình. Họ không có hiểu được thì họ hay so sánh rằng là sao bạn này không nổi tiếng. Họ luôn đặt cái mức đo là cái thước đo cái sự nổi tiếng hay là cái nem hay là cái gì á để mà so sánh giữa nghệ sĩ này với nghệ sĩ kia. Thành ra là bây giờ cái em mới quyết định là mình sẽ phải kinh doanh bên ngoài. Nhưng mà cái lúc mà đi tìm mặt bằng này, em tìm mặt bằng này dễ không? Bản thân em á với bạn em là chia nhau ra làm. Thế là cũng chia nhau ra tìm mặt bằng. Thì em tìm là em tìm được mặt bằng ở khu quận 9 á. Nhưng mà bạn em thì nhà lại ở Thủ Đức. Thì bạn em lại muốn ưu tiên những cái mặt bằng ở Thủ Đức hơn. Thế là bạn em lại chọn được cái nơi này luôn. Chủ mặt bằng ở đây á lại thiện cảm với bạn em. Nên là sang lại cho bạn em với giá rất là ưu đãi. Trước đó thì cũng có nhiều người là sử dụng cái mặt bằng này rồi nhưng mà họ làm không có thành công. Nên là họ phải trả mặt bằng hoài à. Thì đến tay bạn em á, chủ nhượng trong cái giá rất là phải chăng á. Khi mà em mở cái nhà hàng này ra, thời gian đầu như thế nào? 2017 em mở nhà hàng. Mình kinh doanh thì mình sẽ rút chân khỏi nghệ thuật. Vậy là em không làm nghệ thuật. Đúng rồi, em xác định mục tiêu vậy. Vậy là 2017 là em mở quán là em không làm nghệ thuật luôn. Đúng rồi, thì cái khó khăn là nó bắt đầu nó đẻ ra từ khúc đó luôn. Em thấy tiệm ổn. Khoảng 10 ngày đầu tiệm ổn, nhà khách đông này kia lắm, khách vừa đồng nghiệp vừa fan này kia tới. Tại vì mình VA cũng rất là nhiều cái thời giai đoạn đầu đó. Mình thấy ổn rồi, thế là mình quá yên tâm rồi. Rồi xong, em coi như là chia tay với showbiz. Nhưng mà lúc đó là em vẫn nhận những lời mời đúng không? Không nhận nữa. Không, ý là người ta vẫn mời em nhưng mà em từ chối đúng không? Đúng rồi, dạ. Sau đó là nó bắt đầu nó giảm khách đúng không? Ế luôn, em không biết là có phải do duy tâm không nữa. Cả em lẫn bạn em lúc đó là ngồi nhìn nhau chỉ biết là trên tinh thần là không có... Lại là tiếp tục đóng cửa. Lúc đó coi như là sau 10 ngày đông rồi tự nhiên giảm hàng. Không có khách luôn á anh. Khách luôn. Cái tình trạng này nó kéo bao lâu? Nó kéo đến gần 1 tháng. Gần 1 tháng trời không có khách luôn. Gần 1 tháng trời không có khách. Mà trong khi cuối tháng là em phải đóng tiền này, tiền kia, đủ thứ tiền rồi. Cả hai người đã tính ra cái chiến lược gì để kéo khách trở lại? Không có chiến lược gì cả, chỉ có là bây giờ tiếp tục là ăn vô tiền vốn. Ăn vô tiền vốn. Và coi như sau 3 tháng mà không còn gì nữa thì hết vốn, lại đóng cửa, lại tiếp tục thất bại lần hai. Rõ ràng rồi em thì... trầm cảm luôn. Bị bao lâu trầm cảm á? Thì cái liệu trình để trị trầm cảm á là mình phải uống thuốc ít nhất là 6 tháng, còn em thì em uống là phải 1 năm. Tại vì uống 6 tháng xong em ngưng á thì em thấy sau khoảng vài ngày em lại bị lo lắng, lại bị cái tâm trạng tiêu cực nó quay trở lại. Chứ mất con... bao lâu thì em mới hồi phục lại cái công việc kinh doanh của mình? Và em đã làm cách nào để kéo khách đến với quán của mình? Sau khi mà ế gần 1 tháng như vậy, bắt đầu một đống tiền chi trả, bắt đầu ăn vô tiền vốn này kia đến và em phát cái trầm cảm ra. Thì em thứ nhất là bây giờ em bàn với bạn em, thương lượng với bạn em rằng là cho em là bây giờ tạm thời phụ
quán xuyến quán giùm em để em đi chạy xô, để em còn có tiền trang trải, trang trải những cái trước đúng. Mắt đó là một chiến lược đúng. Anh xin lỗi, có vẻ anh hơi tò mò chút, là em bây giờ em gọi điện ngược lại cho những cái đơn vị đó để xin được làm việc đúng không? Dạ, muối mặt gọi lại. Và là mình đã chạy xô lại, nhưng mà bắt đầu là song song hai quá trình, vừa chạy xô lại vừa uống thuốc, thì cái tâm lý nó thoải mái, tâm trạng trở lại, có đồng sáng tạo, mình thăng hoa, mình đầy cảm xúc, đầy cảm hứng trở lại. Cái mình nghĩ ra được rất nhiều thứ hay ho để mà mình marketing, mình PR, mình tạo sự chú ý cho tiệm của mình. Em livestream nè, em livestream nhiều lắm, em livestream liên tục luôn. Em cứ mà hôm nào mà hoặc là buổi nào mà em không có bận đi quay thì em chạy qua quán, em livestream những cái trò này trò kia hay ho của quán. Nhưng mà em có sợ là người ta sẽ đánh giá là nghệ sĩ mà suốt ngày đi livestream? Lúc đó là bất chấp. Xong rồi hả, đi quay gặp lại các bạn đồng nghiệp này kia, các bạn lại tới ủng hộ. Xong rồi mình kéo được cả một lượng khách tới, rồi những cái khách dây mơ rễ má với những người quen đó. Rồi thêm nữa nha, bắt đầu cái hiệu ứng của những cái lần PA tiếp thị trước đây, bây giờ bắt đầu nó mới ngấm, nó mới chín mùi với cái dân địa phương xung quanh đây. Có nghĩa là mở ở đây một thời gian rất lâu mà dân địa phương ở đây không thèm đến. Tại vì ở đây nhiều quán ăn lắm, anh thấy đó, trên đường này rất nhiều tiệm đã mở trước đó. Về nhân sự tuyển dụng thì có khó không? Với cái mô hình này là mô hình tự phục vụ, nhân viên ở đây là chủ yếu là đứng quầy, còn khách là order tại quầy, tự phục vụ, tự mang món lên, nên là cái chuyện training cho nhân viên nó rất là đơn giản. Thành ra là cái việc tuyển, tụi em chọn cái đối tượng nhân viên là sinh viên, thành ra cái nguồn nhân lực đó luôn dồi dào, nhưng tất nhiên là không ổn định. Với chương trình này, em có muốn gửi lời tri ân nào đó đến những cái ân nhân luôn cái sát cánh cùng em khi mà vượt qua những cái biến cố của cuộc đời cũng như công việc kinh doanh của em? Em chỉ biết rằng là tất cả coi như là từ những người chủ sân khấu như là cô Hồng Vân, anh quản lý sân khấu anh Ngọc Hùng, hay là anh đạo diễn Bùi Quốc Bảo, anh là một người anh trong nghề mà em vô cùng kính trọng, giống như quý nhân mà từ cái thời em còn là sinh viên rồi cho đến cái cú điện thoại định mệnh của cái hôm đó, nhờ anh mà em biết em có bệnh. Trên cái con đường mà để mà em tiến tới được cái khúc mà đầy đủ vốn để tự tin là mở tiệm, mà dù tiệm có ngoài ý muốn đi nữa, có không thành công đi nữa thì cũng không sao, vẫn có thể ổn định, thì là cái 2 năm từ 2015 đến 16, từ 16 đến 17 á, là 2 năm đó là em chạy xô điên cuồng bất chấp. Thật ra thì khi mà mình làm single mom, em nhìn con em á thì nó là cái động lực rất là lớn. Lúc đó thì bé mới gần 3 tuổi thôi. Cái lúc mà em điên cuồng chạy xô trong từ 2015 đến 2016, 2016 đến 2017 á, thì bé còn nhỏ mà tiền mình thì cũng không đủ tự tin, không phải là dư giả để mà mình có thể là gửi bé ở những cái cơ sở cao cấp hay những cái cơ sở. Nhưng mà tại vì hồi xưa mọi người nhìn vô mình á là một cái hình ảnh nó khá là thành công. Thời đó mình chạy xô mình này kia rất là rủng rỉnh, lúc đó chưa có sanh con, và mình luôn nghĩ khi mà mình sanh con, nhưng mà bà ngoại đâu, con mình phải là một cái cuộc sống thật là tốt. Nhiều khi con em nó phải đi quay với em á 3-4 giờ sáng, là nhỏ xíu vậy nè, lúc đó em chưa mua được xe hơi thì em phải đi xe máy, phải nằm trên cái yên của cái xe máy á. Nằm trên yên xe máy để mà ngủ. Ví dụ như là nó chập chờn thì nó đổ rất. Em phải thuê một bạn trợ lý, em bắt buộc rồi. Mình không gửi con được đến những cái nơi này nơi kia thì mình phải có một người theo phụ. Em số cũng may mắn, em tìm đối tác thì cũng gặp được đối tác tin tưởng. Em tìm cái người để phụ việc cho mình thì cũng là cái người khá là ok để mà mình có thể giao phó. Thì cái người phụ việc đó đứng trên cái yên đó dịnh cho bé ngủ. Hoặc là những lúc mà đài phim có mấy cái bàn ăn đó, đài phim là luôn có những cái bàn ăn di động mà, thì mượn cái bàn của đài phim á ghép lại cho bé nằm. Thật sự không bao giờ nghĩ cái cảnh con mình nó như vậy.
Rồi như vậy thì em đã bắt đầu rơi vào trầm cảm. Mình bị chạnh lòng quá nhiều. Khi mà mình rơi vào những cái cảnh mà đối với mình là trước giờ mình không bao giờ nghĩ rằng mình để cho cuộc sống của mình nó rơi vào như vậy được á. Sau này đến cái tháng mà bắt đầu ế đó, mở tiệm mà ế này kia là mình nghĩ rằng là bao nhiêu tiền gom góp 2 năm qua coi như giờ có cơm, có nguy cơ là mất, là coi như lại trở lại từ đầu á. Là lần đó là phát trầm cảm thứ hai. Em rất cảm ơn bạn của em, bạn Minh Hiếu, là cái người đồng chủ nhà hàng này. Đó là đã dạy cho em rất nhiều bài học để mà em thay đổi được tư duy rất là nhiều, có thêm nhiều kiến thức. Và những người bạn giúp em chăm con của em nữa. Anh chúc mừng Dương là em đã trải qua những biến cố của cuộc đời tự mình để em vững vàng. Nhà hàng nó đạt phát triển rất là tốt. Anh xin chúc cho em sẽ mở thêm nhiều cái chi nhánh hơn nữa, để mỗi một quận mình sẽ phải có một cái tiệm, để cái công việc kế sinh nhai của em nó phát triển. Và bên cạnh đó thì em sẽ có một cái bài diễn thật ấn tượng nào đó ghi dấu tên tuổi của em đối với khán giả truyền hình. Em cảm ơn anh Nguyên Khang rất là nhiều. Và cảm ơn chương trình hôm nay đã đến để cho em được chia sẻ. Đúng không anh? Mặc dù nó không còn nóng lắm, nhưng mà cái vị ướp rất là ngon.